chào mừng bạn đến với kênh Chuột Format. Cùng mình chinh phục những điểm khác nhau giữa hai bức tranh. Có tổng cộng 5 game, mỗi game có 60 giây. Nào hãy cùng chinh phục thử thách nhé. Game 1. Điểm khác nhau thứ nhất, điểm khác nhau thứ hai, và đây là điểm khác nhau thứ ba. Game 5.
Điểm khác nhau thứ nhất. Điểm khác nhau thứ hai. Và đây là điểm khác nhau thứ ba. Bạn trả lời đúng được mấy câu, cùng comment đáp án nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nhé.